chúng ta tiếp tục chia sẻ và giao lưu với vườn cảnh Tân Hoa, thành phố Thanh Hóa. Với cuốn này chúng ta được giới thiệu những cái dòng cây bonsai nhỏ và mini với nhiều chủng loại. Trước hết những cây bông trang tôi sẽ giới thiệu trước. Tất cả những cây dòng mini một người bê một cách rất là nhẹ nhàng trong cuốn này để chúng ta giao lưu với nhau. Và tiếp đến là một tác phẩm hoa giấy mà chủ cây đã tạo thành một cái dáng liễu rủ với những cái tay buông rất là đẹp. Phải nói là cây hoa giấy làm rất nghệ thuật. Vâng, tất cả những tác phẩm này đều một người bê rất nhẹ nhàng. Mai chiếu thủy. Nguyệt quế dáng huyền. Và rất là đặc biệt, tôi thấy có một cây tùng La Hán dáng trực văn nhân, đúng là dáng trực của dáng tùng đây. Và những cây đề trắng này, những cái tầm nhỏ rất là xinh xắn. Những cây mai chiếu thủy bonsai mini. Ở đây chúng ta thấy có mấy cây liên tục. Các bạn yêu thích dòng mini thì với cái cuốn này chúng tôi sẽ chia sẻ, nhưng mà số lượng còn rất nhiều, cũng chỉ là đại diện thôi. Và đây là một tác phẩm tùng La Hán có cái thân rất là cổ quái đây. Các bạn mà yêu thích cái dòng cây có cái thân quái, mà nhất là tùng La Hán thì ít có cây thân quái, nhưng mà cây này thì lại cực quái luôn. Đặc biệt chưa?
Vâng, tưởng chừng như là không thể tồn tại nhưng vẫn vươn lên. Cũng nói về Tùng La Hán thân quái, đây còn một cây nữa. Tôi đã không thể bỏ qua được khi nhìn thấy cái đường đi của thân cây tùng. Mỗi cây mỗi vẻ, mỗi cái độ quái khác nhau, rất hay. Vâng, tôi lại giới thiệu tiếp với các bạn cây ổi ta này, một cây ổi dáng siêu tại vườn cảnh Tân Hoa. Và đây chúng ta đang chia sẻ một cặp khế gân. Tôi thấy cặp khế gân này rất là giống nhau, có cái nét đối xứng rất hay. Đấy. Nếu chúng ta chơi cặp đối xứng với cặp khế gân này cũng được. Tầm vóc chiều cao chỉ vào khoảng 1m đến 1m2 là những cây tầm nhỏ vừa phải, rất dễ di chuyển. Và cũng nói về nguyệt quế dòng mini, chúng ta thấy có một cây rất độc đáo này. Tôi đi qua tôi thấy thân nó trắng tinh hết, trắng trắng như là cây xương cá luôn. Đấy. Những dòng cây một người bê rất là đơn giản. Những cây trang đỏ rất hay, gốc đó là những cây thân một, gốc rất là cổ kỳ như này. À,
với cuốn video này rất là phong phú về chủng loại cây, là những cây nhỏ và mini, hợp với các bạn yêu thích dòng cây sân thượng, ban công, không gian phòng khách, rất là tuyệt vời. Cây sung đã lên vảy rồng. Nói về tuổi đời thì không cần phải bình luận nữa. Một gốc sung rất là già, đóng vảy từ dưới bệ rễ cho lên tay chi. Tôi đưa qua hình ảnh cái khu vực mà cây bonsai nhỏ và mini này rất nhiều. Chó ăn cái đi không? Những cây linh sam. Vâng, số lượng nhiều lắm. Tôi cũng không thể đi chi tiết từng cây một, với những hình ảnh đại diện các bạn đến sẽ thoải mái mà lựa chọn, kể cả từ những cây chuối mà bây giờ ông kính của Đỗ Sinh mới đưa đi. Tất cả những cái cây mà chủ vườn để trên những cái kệ là những cây bonsai mini rất là nghệ thuật. Bóng dáng của cây chuối, một cái gốc rất là côn tự nhiên như thế này. Những cái chậu trang gia đình đang tạo tác tiếp, đang vào dây. Một thời gian sau lại cho ra lò rất nhiều những cây mini cung cấp cho các bạn. Ngoài ra vườn cảnh tân hoa còn có dạng trao đổi giao lưu một số những cái mẫu mã đôn trậu với nhiều kiểu cách, rất là kích thước, rất là phong phú. Vâng, những cái chậu gốm xuất xứ từ Đồng Nai, và có cả những cái gốm Lái Thiêu cũng như là Biên Hòa, Đồng Nai và Trung Quốc. Những cái chậu bát giác, lục giác và những chậu hình bí rất hay. Thank you.
đây là một số chậu kích thước lớn hơn. Và đến bây giờ Đỗ Sinh xin dừng cuốn video này. Chúng ta đến với vườn cảnh Tân Hoa, đến với cơ sở cây cảnh bonsai nghệ thuật đa dạng phong phú, và đến với những cái chậu cảnh đôn rất là đẹp, giá cả hấp dẫn. Địa chỉ tại trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao, cơ sở 2 số 89 đường Lê Hoàn, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa. Số điện thoại của nhà vườn Tân Hoa tôi đăng tải trên màn hình để các bạn kiểm việc giao dịch.